Một câu Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy một việc như sau. Con có một uốn nam tử. Là từ Minh Hậu sinh vào 14 tháng 4 năm 1988, uốn học hết lớp 12 và đi hết các trường học giỏi. Trong 6 năm nay, uốn sinh ra chơi bời. Chắc đây người dân tộc hay sao gọi là uốn này? Chắc dân tộc Mường nhà tôi hay sao ấy? Dân tộc Mường nhà tôi hay gọi là uốn. Sinh ra chơi bời, lêu lổng, không làm ăn gì, phá tiền của trong gia đình, con khổ quá, con nhờ thầy hồi hướng cho uốn hộ con. Ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, ở Quốc Oai. Mình nhận nhầm, chưa đọc hết đã nhận nhầm là Đồng Hương. Cái trường hợp này thôi, cứ làm cái sớ đi, làm cái lá sớ đi, các sư và đại chúng cũng sẽ hồi hướng cho, viết cái lá sớ cầu công danh cho con đó. Hai trường hợp. Hôm qua nghe một trường hợp, có một trường hợp bà cụ ra Hà Nội sinh được đứa con trai duy nhất. Nó học đại học xong rồi ra trường mà năm nay 29 tuổi, nó không đi làm cái gì, chỉ có đi chơi. Ăn xong là ngủ và đi chơi. Ăn và ngủ và chơi, đó là sự nghiệp của nó. Bảo nó thế nào nó không nghe. Nói thì nó chẳng rằng gì cả. Nói nó thức thì nó bỏ đi chơi. Xong nó về nó ăn xong nó lại ngủ, cứ thế. Thế là xong, vừa qua Pháp Hội Địa Tạng tháng trước, cụ ấy lên, cụ làm sớ, cụ bảo thầy ấy, thầy làm sao thầy hồi hướng thì được rồi, thầy sẽ hồi hướng, nhưng mà cụ về cũng nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà nữa. Thế là về cụ tụng kinh xong một cái, thế là hôm rồi lên báo là thầy ơi mừng quá. Thế tự nhiên là tuần trước là nó bảo là mẹ ơi con muốn đi làm. Thế là nó làm hồ sơ, nó đi làm. Thế là hỏi làm cái gì? Bây giờ nó đi làm bảo vệ cho một công ty, một cơ quan rồi. Thế bảo tốt quá, làm cái gì thì cũng được. Muốn cho nó tốt lên thì mỗi một cá nhân Phật tử chúng ta phải dạy bảo con cháu chúng ta ngay trong ở ngôi nhà của mình đã. Dạy bảo ngay trong ngôi nhà của mình từ khi nó còn bé. Chúng ta phải là một người thầy giáo, là người ông, là người bà, người cha, người mẹ, đồng thời cũng phải là người thầy giáo để giáo dục, dạy dỗ, khuyên bảo con cái của mình từ tấm bé. Đừng có nuông chiều quá, đừng có nghĩ lúc nào cũng mà ôi dồi ôi, cháu này là gì? Là cháu gì? Cháu đích tôn của bà đây. Nghe mẹ nói dạy một cái là gì? Là không bằng lòng, là bảo gì? Tại sao mày lại mắng cháu của bà như thế? Vào đây bà thương, ôi dồi, cháu đi nhôm của bà đây. Đấy, như vậy là gì? Gọi là hại cháu mình đấy. Các cụ ngày xưa hay nói là gì? Con hư thì tại mẹ, cháu hư thì tại gì? Tại bà. Cho nên người làm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, vì cái tình thương nho nhỏ của mình á, mà không chịu dạy cho đứa cháu, nội cháu ngoại của mình ngay từ tấm bé, thì sau này lớn lên rất khó để bảo. Giống như các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì? Uốn cây thì phải uốn từ khi nó còn gì? Còn non, đừng để già rồi uốn thì sẽ bị gì? Bị gãy. Đó, cho nên đây gọi là cả một cái dạy con, bảo cháu là cả một nghệ thuật để giáo dục cho con cái chúng ta đấy các quý vị. Còn ở đây thì tất nhiên thì cái việc làm sớ, làm sách, việc tâm linh thì cũng làm, nhưng mà về mình cũng phải uyển chuyển khéo léo nữa. Tôi thì nói với các quý vị ngồi trên bục giảng này là một vị tu sĩ thật, nhưng mà chúng tôi không phải là giảng cho các quý vị theo cái kiểu mê tín dị đoan, theo cái kiểu là thần quyền, cái gì cũng đến với Phật là xong hết, không có cái chuyện đó. Có những cái đến với Phật thì được, có những cái thì chúng ta phải tìm đến các bác sĩ, tìm đến các giáo sư, tìm đến các thầy giáo, tìm đến các nhà tâm lý học. Xã hội này nó phải gì? Có sự cái mối tương quan, tương duyên, tương hỗ với nhau như thế mới tồn tại được. Chứ mình Đức Phật á, giải quyết được hết thì xã hội này xây bệnh viện làm gì? Xây nhà tù làm gì? Và xây trường học làm gì? Phật cũng đâu có độ hết tất cả chúng sinh ở thế giới này được. Phật chỉ độ được những người có duyên thôi. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Không có cái gì đến cũng bảo thầy ơi, thầy lễ với. Như sáng nay có trường hợp bị bệnh tự kỷ, đến cứ bảo thầy ơi, thầy lễ với, thì cho làm thế nào cho con nó khỏi với, con nghe mọi người giới thiệu lên đây thì cứu được cái bệnh này. Không, nói như thế là sai. Nói như thế là coi như chúng tôi như một vị thần, coi ở Phật đó như một vị thần, một vị thần lớn, và coi tôi như vị thần nhỏ, là đệ tử của vị thần lớn. Ban phúc giáng họa không có.
Phật giáo không có chuyện ban phúc giáng họa kiểu như thế. Phật giáo chỉ hướng cho chúng ta tu tâm tích đức, tăng trưởng công đức lên thì tội chướng sẽ tiêu. Vì sao mà chúng ta lại có những đứa cháu như thế? Vì nghiệp chướng vậy, vì báo chướng vậy. Nghiệp chướng ở kiếp trước và báo chướng ở kiếp trước nó đem lại vậy. Tôi kể với, cho các quý vị nghe một câu chuyện tôi mới nghe tối hôm qua. Tôi chưa đọc thấy nhưng nghe tối hôm qua nghe một đệ tử tôi kể lại, đọc một câu chuyện nhân quả sợ lắm. Và vị kể là gì? Ở Trung Quốc, có một câu chuyện này ở Trung Quốc, ở trong cái quyển gọi là, quyển gì này? Một cái quyển mà Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Ấn Quang Đại Sư thường hay truyền dạy. Nó không phải là quyển sách này không phải của Đạo Phật đâu, nó của bên Đạo Giáo. Nhưng mà nó dạy về gì? Dạy về nhân quả, dạy về luân thường đạo lý, dạy về cách sống làm sao để cho tránh những tội ác và hướng đến cái thiện. Câu chuyện kể rằng ở Trung Quốc ngày xưa có một cô gái đi ở trên một đoạn đường vắng, và cô này thì nhà rất là giàu cho nên đi theo thì trên người mang đến trang sức và tiền của nữa. Đi trên đoạn đường vắng thì khi đó là gặp ba tên cướp. Ba tên cướp đó nảy thấy cô gái đi mình như vậy, nảy rất lòng tham và thấy mặc quần áo đẹp và chặn đường và cướp. Trong khi cướp á, thì khi giằng co thì thấy gì? Thấy cái người cô gái này, một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cho nên cả ba tên cướp này không chỉ cướp của mà còn nghĩ ra là gì? Hãm hiếp. Hãm hiếp xong thì mới biết là gì? Cái cô gái này là người ở làng bên, người ở ngay làng bên, và nếu không giết nó thì nó sẽ biết mình. Cho nên là cả ba người cùng bàn nhau và hiếp, cưỡng hiếp xong và đều thống nhất là gì? Giết cô này để bịt đầu mối và đem đi chôn. Chôn vào cái bìa rừng và chôn. Chuyện hết chưa? Chưa hết. Và mấy chục năm sau, các vị biết không, cả ba tên cướp đó già đi và cũng chết. Và do trong ba tên cướp đó thì có một tên ác nhất, đích thân là gì? Là bóp cổ và lấy đá đập đầu cô ấy. Thì mấy chục năm sau, cái tên cướp đó thì hóa kiếp làm thân súc sinh, tức làm con ngựa. Còn hai cái vợ chồng, hai cái tên cướp mà cùng đi theo kia, cùng cưỡng hãm hiếp cô kia đó, thì nhưng mà nói gì, nó cùng đồng quan điểm là giết thôi, nhưng không giết, một người giết thôi. Thế còn sau khi xong cái vụ đó thì mấy tên cướp cũng hoàn lương và ăn năn hoàn lương để trở lại người bình thường. Nhưng mà cái tên cướp kia vì tạo nghiệp quá nặng cho nên kiếp sau sinh làm thân con ngựa. Còn á, hai cái tên cướp kia do cũng gì, do cái mối nhân duyên với nhau đặc biệt mà sau này cũng ăn năn sám hối, làm việc thiện, cho nên được sinh ra làm người, sinh ra làm người, và một làm nam một làm nữ, và hai vị đã lấy nhau. Hai vị lấy nhau thì do cũng để sau khi ăn năn sám hối thì cũng biết đi chùa làm việc thiện, cho nên đã sinh ra đời sau được làm người và gia đình rất giàu có nhất cái vùng đó, và trở thành những cái ngày xưa gọi là địa chủ đó. Mình bây giờ gọi là tỷ phú, gọi là đại gia đó, ngày xưa gọi là địa chủ. Nhưng mà sau khi bắt đầu, câu chuyện nó chưa hết đâu. Rồi hai vợ chồng sinh được một đứa con trai. Đứa con này sinh ra là rất là gì? Ngoan ngoãn và học giỏi. Ngoan ngoãn và học giỏi. Nhưng mà đến khi lớn lên một chút đó, thì bắt đầu nó phá cho khuynh gia bại sản, phá cho không còn một cái gì nữa. Không còn một cái gì nữa, hết chưa? Chưa hết. Và đến trong nhà không còn một cái gì nữa thì bắt đầu lúc đó nó mới nói với bố nó là: bố ơi, con muốn ăn thịt ngựa. Và gia đình còn duy nhất một con ngựa và nó đòi ăn thịt ngựa. Và nó bảo rằng muốn ăn thịt ngựa, nhưng mà con muốn nhìn thấy là gì? Bố cầm dao bố chọc tiết con ngựa trước mắt con thì con mới ăn. Chứ còn đi mua ở ngoài là con không ăn. Mà con muốn ăn đúng cái con ngựa của nhà mình. Mà con ngựa thì nó sống có tình với vợ chồng nhà này rất nhiều. Và ngựa chính là cái vật để đi thồ, để chở ông ấy đi, sống với nhau như là con người với con người. Đó. Nhưng mà vì thương con, cho nên ông bố cũng gì? Cũng cắn răng chịu đựng và cầm dao cắt tiết con ngựa yêu quý trong nhà của mình, thịt cho đứa con nó ăn. Nó ăn xong, khi nó ăn xong một cái thì nó vào trong phòng nó ngủ, và qua đêm hôm đó thì nó chết luôn. Vì đó là gì? Nó đã làm xong, nó nghĩ rằng nó đã trả thù xong rồi. Nhưng mà hết chưa? Chưa hết. Chưa hết các quý vị. Bắt đầu sau khi mà
Xong một cái thì bắt đầu thì cả hai vợ chồng thương con quá, đứa con nó ăn thịt ngựa xong qua đêm nó chết đó, thương con quá. Thế mà đến chùa làm lễ để cúng. Thì may mà rất may là gặp hai cái vị pháp sư, hai vị thiền sư rất là giỏi, hai vị pháp sư rất giỏi mới nhìn thấy cái việc đó. Mới bắt đầu bảo rằng á, bảo cái ông chồng á, vợ thì ốm ở nhà, bảo ông chồng á đi đến trong cái mật thất đằng sau ở, ngồi trong cái thất đằng sau á, ngồi yên lặng không có được khởi ra tiếng động gì. Và để đó để bắt đầu thì kêu cái, gọi cái vong hồn đó lên và nhập cái vong hồn đó lên. Thì cái vị thiền sư đó biết rằng là cái vong đó nó tìm ba tên cướp, cái vong của cô gái chính là cái đứa con đấy. Nó tìm ba cái tên cướp ngày xưa giết nó đó để báo thù. Thì báo thù được một người đó là con ngựa kia rồi, tức là người bóp cổ đập đá lên đầu của cô gái đó, nó chết rồi. Báo thù xong. Ngày xưa là bóp cổ nó, cho nên bây giờ nó cũng muốn gì, nhìn thấy chính cái ông bố đẻ của nó, tức là cái tên cướp ngày xưa đó, cùng trong đồng lõa đó là gì, chọc chết con ngựa đó, y như thế. Đó, đấy là báo thù xong. Hết chưa? Chưa hết. Vì hai vị pháp sư đó nhìn thấy rằng á, cái oán khí chưa dừng lại ở đó. Và vị pháp sư bảo cái ông bố của cái cậu thanh niên đó là mà mất kia đó, đi vào trong cái mật thất ngồi đằng sau, ngồi yên lặng mà nghe, mà xem. Và để bắt đầu gọi cái vong đó lên. Và bắt đầu cái vị pháp sư kia làm một cái hình nhân giống y hệt như là ông bố của nó còn sống. Và khi cái vong đó lên một cái thì bảo vị đó ngồi, thì bằng cái năng lực, bằng cái thần lực của cái vị tu sĩ, vị pháp sư kia khiến cho cái ông bố nhìn thấy được. Thì bắt đầu cái đứa con nó là ma đấy nhá, ma nó lên nhưng mà nó cầm cái dao, nó giết bố nó, nó đâm, nó chém bố nó một cách thì không thương xót. Và khi đó người bố nhìn thấy ở trong mật thất, nhìn ra thấy đứa con của mình, vì sao mà nó hận mình, nó thù mình, nó giết mình một cách dã man như thế. Thì khi đó vị thiền sư mới gì, mới kể cái câu chuyện nhân duyên vì sao nó báo như vậy, và hỏi lại cái vong kia nó nói rằng á, nó chính là gì, là cái cô gái đã mất mấy chục năm trước do gì, do ba cái người tướng cướp và hãm hiếp và giết chết nó vậy. Và bà mẹ nó cũng chính là một trong những tướng cướp đó, bây giờ đang gì, đang ở nhà, đang gì chuẩn bị chết rồi, mấy hôm nữa là chết, cho nên không cần phải báo thù nữa, xuống dưới mới báo thù. Còn cái trường hợp gì, ông này gì, do ở trên đời làm bố mà tôi mà gì cầm dao tôi giết bố ở trong khi còn sống á, thì người ta sẽ nói rằng là tôi bất hiếu, mang tiếng cả đời, cho nên á, tôi thì tôi xuống làm ma tôi mới giết thì gì không ai nhìn thấy, mà tôi chỉ giết con ngựa thôi đó. Còn bố mẹ tôi á, mẹ tôi á, sinh ra tôi á, nó là tướng cướp, nó giết tôi ở đời trước, bây giờ tôi sinh vào để tôi báo oán, tôi lấy hết của cải nhà nó rồi, bây giờ tôi làm cho nó đau khổ, nó thương tôi quá, nó đau khổ, bây giờ tới mấy hôm nữa nó chết. Chúng ta thấy không, oan oan tương báo, nhân quả theo nhau rõ ràng không có xa. Rồi một câu chuyện nữa, cũng có một cái trường hợp là ngày xưa ở bên Trung Quốc cũng có một cái trường hợp là đi cất mộ, đi bốc mộ, thì ông thầy cũng ông chọn được một cái mảnh đất rất là đẹp, một mảnh đất rất đẹp, và ông bảo mang mộ của bố ông đến đây đặt vào đây á, thì chỗ này sau này sẽ gia đình con cái sẽ rất là vượng, rất là phát. Thì chuẩn bị đến ngày đem cải cát đặt mộ á, thì tự nhiên cái đứa con đấy, ông chủ nhà đứa con đấy, nó mơ thấy một cái vị thần, một vị thần linh mặc bộ quần áo đỏ, có cái sọc đỏ giữa lưng đến và nói rằng á, cái chỗ mà ông đặt chọn để đặt mộ á, thì ở dưới đó là có con cháu của tôi đang ở đấy, thì thôi thì tôi xin ông là gì, dừng lại 3 ngày để cho con cháu của tôi đi hết đã, chuyển đi chuyển nhà đã, thì khi đó ông mới mang mộ đến đó đặt. Thì qua giấc mơ đó thì tỉnh dậy, thì cái vị chủ nhà đấy nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ thôi, làm gì có cái chuyện đấy, thôi không tin, cái chỗ đấy đất đẹp chắc là gì đấy giấc mơ thôi. Và đúng ngày hôm sau thì vị đó, mấy ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau thì vị đó với là họ hàng đem được bốc mộ đem đến đó, thì đào xuống thì thấy một cái hang rắn, có rất nhiều rắn, con to con nhỏ, đây một cái hang lớn ở trong đó có rất nhiều rắn. Và vị này là liền để cho đổ dầu và đốt cháy cả cái đàn rắn ở trong cái hang đó, cả họ hàng gọi là rắn thần đó. Các quý vị về đọc cái quyển mà quyển đọc về lịch sử của ngài, về ngài Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là ngài Nhị Tổ Thiền Tâm ấy, cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chúng ta thấy cũng có cái câu chuyện mà thần rắn quy phục với Hòa Thượng đó. Đó, thế đấy là rắn thần.
800 con rắn. Và đốt xong mới vậy, và ngay về tối hôm đó thì cái ông kia lại mơ thế, cái ông kia đến, cái ông thần kia đến nói rằng á, tôi đã đến tôi xin ông là 3 ngày để cho con cháu tôi nó chuyển nhà chuyển cửa thì ông mới đặt mộ bố vào đấy. Nhưng ông không nghe tôi. Đã không nghe tôi thì ông gì? Ông lại còn giết sạch con cháu của tôi, và tôi sẽ thề đời đời để theo ông để tìm để báo thù bằng được. Và nói như vậy thì cái vị thần kia biến mất. Và mấy năm sau, đôi vợ chồng đó sinh ra một đứa con trai. Nó lớn lên học hành rất là giỏi. Và sau này đến năm 18 đôi mươi nó thi đỗ trạng nguyên. Thi đỗ trạng nguyên và nó làm lên một vị quan rất to, vị quan đầu triều rất to. Nhưng mà khi làm đến một vị quan đầu triều rất to rồi thì nó đến gì? Nó đến nó nói với vua, nó nói, nó sàm tấu với vua và kiểu nó làm gì? Nó tuyên chiến với vua và nó để nó là nó nói rằng, nó nói với vua là ông không đủ tài đủ đức thì ông xuống thì tôi lên làm vua. Thì gọi là khi quân phạm thượng. Và nhà vua liền ra lệnh là gì? Tru di cửu tộc và đem giết hết cái họ đó. Tính ra cũng đúng 800 người. Đúng 800 người cái họ đấy. Tru di cửu tộc giết đúng 800 người. Tương ứng với gì? 800 con rắn trước đây mà cái gia đình đó giết. Báo án kinh không? Nó sinh vào nó làm con. Nó làm con học thật giỏi. Nó lên đi thi, nó đỗ trạng nguyên. Và nó trở thành một vị quan đầu triều. Trở về vị quan đầu triều rồi thì bắt đầu nó mới gì? Nó mới phản loạn. Và mới gì? Nhà vua mới ra cái lệnh là tru di cửu tộc. Và giết hết cái họ đó. Tính ra đúng 800 người. Các quý vị thấy, nhân quả báo ứng không có sai. Các vị về đọc cái chuyện Cảm ứng Thiên. Nhớ rồi, quyển Cảm ứng Thiên. Ở trong đó các vị tìm đọc quyển Cảm ứng Thiên. Có những cái câu chuyện đó. Đấy. Cho nên ở đây thì cái trường hợp mà làm sớ làm sách thì cứ hồi hướng thôi, còn được hay không thì tùy phúc tùy duyên, tôi cứ làm thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp như tôi nói đấy, cái đứa con trai 29 tuổi chỉ ăn và chơi, nhưng sau khi lên làm sớ lễ xong một cái về tụng kinh Địa Tạng nữa thì tự nhiên nó xin mẹ là mẹ con đi làm. Và quả thật nó đi làm thật. Và sáng nay lại có một trường hợp nữa báo là có một đứa cháu là cũng bao nhiêu năm nay là cũng một đứa con chứ, đứa con không làm, không công ăn việc làm gì cả. Thì về tụng kinh Địa Tạng thì tự nhiên là vừa qua nó làm hồ sơ, bây giờ đang chờ để đi làm rồi. Họ nhận rồi mà đang chờ đi làm. Đấy cũng là một tin vui. Cho nên cầu công danh sự nghiệp các thứ thì chúng ta cứ cầu, những điều quan trọng chúng ta cũng phải hướng thiện nữa. Phải biết tụng kinh niệm Phật để hướng thiện nữa, chứ không phải chỉ cầu một lá sớ mà được. Không thì xin thưa các quý vị, chả ai phải tu làm gì. Chúng tôi chả phải tu làm gì cho mệt. Sau này cần gì làm một lá sớ cầu đấy là xong. Nhưng mà đâu có cái nhân quả đấy, đâu có cái đạo lý ấy. Sớ chỉ là một cái biểu tượng, cái lời đi đầu thôi. Gọi là mình ở xã hội gọi là nôm na như là quan hệ xã giao với nhau thôi. Còn điều quan trọng chúng ta phải hướng thiện. Phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường. Phải hướng thiện nữa thì mới có thể thu hoạch được cái. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.